Biển hôm nay rất là cạn luôn. Hôm nay tụi nhỏ đang có mặt ở bãi biển thuộc thị trấn Phan Rí Cửa ha. Ở chỗ này cũng giáp với xã Chi Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Khi mà di chuyển ngang qua khu vực này đó, tụi nhỏ thấy nhiều bà con mình hôm nay là cào con chằn chằn rồi bắt con ngao ở trên dọc cái bờ biển này nè. Tụi nhỏ cảm giác là hình như là nhiều lắm, cho nên rất đông bà con mình là tập trung bắt xung quanh đây nè, có kể cả các cô, các em gái nữa. Nói dọc bên kia luôn á cô chú, tuốt bên kia luôn. Hôm nay là khoảng 7:20, mặt trời lên cao rồi nhưng mà mây nó che khuất á, cho nên hôm nay buổi sáng mình thấy hơi âm u ha, nhưng mà bà con vẫn làm việc rất là nhộn nhịp tấp nập trên cái khu vực biển này. Ở bên kia là có một cái làng chài, ở chỗ đó có một cái ngôi chợ trước kia, nhưng mà bây giờ người ta chuyển sang khu vực bên đây rồi cô chú. Đây nè, con nhỏ mới gửi xe ở trên đó ha. Bên đó là chợ Chí Công, là chợ mới người ta chuyển sang bên đó, hoạt động cũng chắc hơn năm à. Thì bây giờ con nhỏ đi vào cái cuộc sống của bà con mình ha. Ồ, có cô bên kia cào. Thường là chủ yếu mấy anh, mấy chú nhưng mà hôm nay đúng nhỏ thấy cả mấy cô nữa. Biển đẹp lắm. Không biết còn gì đây nữa. Chim chép. Dạ. Ủa ngao hả? Ngao nhỏ hả? Quá trời quá đất luôn. Ý là thấy bà con mình á bắt trên cái khu vực biển này nè, đông quá ha. Nó nhiều quá. Cũng có hết chứ, đây nè. Chịu khó chứ có hết chứ. Ngao. Trời, cái này nấu canh lên đã. Cái này khoảng trưa chắc nước nó dâng cao lại ha chị ha. Dạ. Sáng. Gì mỉm cười vậy. Mấy đứa nhỏ đó biết mình quay phim đó. Đó, kể cả mấy em trai nhỏ nhỏ nữa cũng ra đây luôn. Giờ này đông lắm. Nó bắt được một bịch luôn kìa. Mùa này thì ở các khu vực ven bãi biển đông bà con mình, hình ảnh lưới cuối luôn khom cào những con ngao không chằn chằn. Dạ, em trai nó xích một bịch luôn con ngao về có bữa ăn. Cát mịn chưa, có mấy vỏ sò vỏ ốc, vỏ ngao ha.
đông lắm, bà con mình bắt đông lắm. Đây nè, con nhỏ quay tuốt bên kia ha, dọc cái bờ biển đó. Rất rộng luôn, muốn cào chỗ nào cũng được hết. Sóng biển cũng rất là êm dịu, gió hiu hiu thôi. Giờ này cũng có một số cô, một số gì đi xuống ha, tụi nhỏ thấy ha. Ăn sáng sao? Ủa, ăn sáng hả cô? Ăn sáng hả? Làm một sáng giờ hả sao vậy? Đó, bên kia cũng có một cô đang lưới cuối nhặt những cái con ốc, con ngao. Giờ thì bên kia cái bến tuốt bên kia đó cô chú, cái bến đó là bến bến cá cửa chợ Chi Công ha. Bà con mình cũng đang rất là nhộn nhịp tấp nập bên đó ha. Con nhỏ rất thích vào những buổi sáng hay buổi chiều á, kể cả buổi trưa luôn, đi dọc dọc xung quanh nó bờ biển nè, biển nó cạn nè. Được không anh, sáng giờ thấy bà con mình bắt đông vui ra chứ. Dạ chú. Được nhiều nha. Sáng được mấy bao rồi chú? À, mới một giác ha. Dạ, bây giờ thu khoảng nhiêu ký? À, lớn 4.000. Mực. Ủa như vậy là chú cầu ngao chứ không phải chằn chằn hả? À. Dạ dạ. Dạ. Ủa cái mùa này cũng thấy người ta cũng bắt chằn chằn nhiều mà. Hết rồi hả? Dạ thưa lại ha. À. Dạ. À. Đây nè, ngao nè. Dạ. Ồ, quá trời quá đất như vậy là ngao 14.000 như vậy, sáng giờ cái tấm đó cũng mười mấy ký. Dạ. Dạ, à nó lựa con to to không ai mà. Đây nè. Bà con mình bắt dọc cái trên bờ biển luôn. Dạ, chú làm nha chú nha. Dạ. Ủa. Tính ra cái này một ngày là mình kiếm một hơn triệu có chứ chú hả? À dạ. Dạ. Quá trời luôn. Nói chung cái dịp này là ngao sinh sôi nảy nở. Nói chung bà con mình làm nghề biển rất là thành cái khu vực, cái mùa mà gọi là có những cái con hải sản đặc trưng của mỗi mùa, mỗi thời gian giai đoạn ha. Từ sớm bước xuống đây là tụi nhỏ cứ tưởng là bắt con ngao thôi. Đây nè, như mấy cái con này nè, cũng quá trời đây nè. Ô, ngao cũng nhiều ha, chằn chằn cũng nhiều nè. À, nhưng mà không ngờ thì là cầu ngao, ngao 14.000 ký. Thì tính ra cũng gần cả triệu chứ, chịu khó bắt á.
mùa này gió mỗi lúc mỗi khác, có khi mới bước xuống à, gió hiu hiu à, lát nữa gió nó lớn lắm. Cô với chú cũng đang này bắt nhau luôn à, bắt nhau. Ồ, tụi nhỏ thấy chằn chằn nhiều lắm ha cô chú ha. Nhưng mà có thể là ối mặt trời ha, quay dưới đây thấy mặt trời luôn, mặt trời nó nhô lên nữa cô chú. Đây nè, có không chị? À ô, có chiều cũng đập ghê ha, đạp trời ơi, không mớ đâu, đủ ăn không? Cái này lẫn gì đâu, đi tập chụp à? Dạ lấy chân đạp cho nó nổi lên à, thấy lấy vừa tập thể dục vừa bắt ngao. Ngao mùa này cũng hấp dẫn rồi ha. Dạ. Cái này thôi cho nước nó ngọt á. À. Quá trời quá đất luôn á trời. Ủa, biển hôm nay thức ăn dồi dào. Bên đây có cua. Dạ được lắm ạ bà à, à cũng được mấy ông. Sáng giờ bà bắt nhiều chưa? Dạ ăn mớ ha. Dạ à, ra tập thể dục hả bà ha. À, tập thể dục rồi cào cho nó giãn gân giãn cốt, đồng thời là cũng có cái nguồn thức ăn luôn đó. Nói chung là cái buổi sáng mà bước ra đây thì là rất là nhiều ha, rất là nhiều à. Mấy ngao này bắt để bắt mình về nấu ăn nấu uống ha. À, bên kia thúng của bà con cũng đi lên rồi à. Thì ở khu vực này đã thuộc xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ha cô chú. Nếu mà cô chú di chuyển từ Phan Thiết, mình đi theo cái dọc đường qua các địa điểm tham quan du lịch trên tuyến đường DT716 ha, mình sẽ ra được xã Chí Công này. Thì ở xã Chí Công này cũng có nhiều cái địa điểm mà trong thời gian gần đây thu hút rất là nhiều du khách, người ta đến tham quan du lịch. Đặc biệt là cô chú khu du lịch Cổ Thạch, thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tiên Phong, tỉnh Bình Thuận. Ở đó có một cái ngôi chùa phải nói là tồn tại cũng cả hơn 100 năm rồi, và có nhiều điểm đặc biệt đặc trưng. Đó là bãi biển Cổ Thạch rất đẹp ha cô chú, có nhiều tảng đá lôi nhô, và bên cạnh đó có bãi đá bảy màu. Hiện tại bây giờ phải nói là thu hút rất đông bà con đến cái khu du lịch để mà tham quan. Vào ban đêm á thì có chợ, nói là ban đêm nhưng mà chợ phục vụ cả ban ngày luôn cô chú, chủ yếu bán đặc sản và hải sản. Đặc sản của địa phương, hải sản chủ yếu là người ta bán hải sản khô ha, để mua về làm quà cho người thân gia đình. Còn cô chú xuống biển tắm biển á, có hải sản tươi phục vụ cho mình luôn. Biển hôm nay rất là cạn luôn. Đông nhỏ đi ngược với cái hướng mặt trời nó mọc á, cho nên là cái hình ảnh nó hơi mờ mờ ha. Sóng êm. Đó, khu vực này thì tàu ghe bà con mình neo đổ đông lắm. Đó, mỗi mùa mỗi khác ha. Bây giờ đã là mùa bắc rồi, cho nên ghe tập trung phía bên đây.
Thì lúc nãy ông nhỏ nói ngay ở chỗ xã Bình Thạnh, huyện Tiên Phong, cái khu du lịch Bình Thạnh á, cổ thạch á, còn có một cái bến cá cũng tựa tựa như thế này nè. Thì cái bến cá đó mình gọi là bến cá Lai Gàng ha cô chú. Giờ này bên đó cũng rất đông á. Thì từ đây qua bên đó khoảng 7 km thôi, rất gần. Nếu cô chú anh chị nào mà có cái mong muốn hay là dự định đi du lịch á, đến khu du lịch cổ thạch huyện Tiên Phong tỉnh Bình Thuận, thì chúng ta đi vào cuối tuần á cô chú. Phải nói là cái không khí nó nhộn nhịp đông đúc lắm. Ở đây có thúng mới lên ha. Thúng mới lên. Đó, bây giờ là xung quanh thúng. Toàn là thúng không thôi. À, khu vực bên kia thì chỗ bà con mình cũng sinh sống xung quanh khu vực này. À, trước kia là chợ Chí Công nằm ở chỗ này đúng không hả cô chú ha? Nói chung là nó cũng lụp xụp lắm. Nhưng mà bây giờ thì chợ đã được chuyển sang một cái khu vực khác, sửa chữa và đầy đủ cái tiện ích phục vụ cho cái việc mua bán của bà con mình bên khu vực chợ mới á, thuộc xã Chí Công, huyện Tiên Phong, tỉnh Bình Thuận. Đó, sáng sớm nói chung mà dạo gần đây đi ngang qua mấy bãi biển rồi mấy cái vùng ven biển á, bên kia bà con mình đông lắm cô chú ơi. Giờ này cái chỗ mà thúng người ta lên á, đông lắm. Đó, buổi sáng cứ đi dọc bãi biển ha. Anh này thu lưới à. Thu lưới à. Rất đông luôn. Đó, thì phía bên kia bà con mình vẫn đang làm việc rất là đông đúc nhộn nhịp bên đó. Cái khu vực chợ bên đó ha cô chú ha. Gọi là chợ chứ bây giờ là hết rồi. Người ta không còn buôn bán nữa mà tập trung là người ta có mấy cái vựa hải sản, hay là dựng lên mấy cái lều á để thu mua lại hải sản. Sau đó người ta lựa chọn các loại hải sản, các loại kích cỡ đưa đến những cái nơi tiêu thụ ha. Đông lắm mình đó cô chú ha. Lúc trước tụi nhỏ cũng có quay một cái video tại khu vực đó. Tụi nhỏ xin phép dừng lại tại đây như cô chú nha. Đó.